Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến bãi kiển của anh Ngọc Tính ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, làm clip này về những cây kiển tại đây cho quý bà con mình có nhu cầu tham khảo giao lưu. Rồi, chào anh Tính, chào tất cả anh em đang xem kênh. Hôm nay tại vựa kiển Ngọc Tính, mình xin được giới thiệu giao lưu của anh em một số cây bạch thiên hương, chiếu thủy, kim giòn và trang sen lá nhỏ với cây lộc vừng ha. Mình cũng cảm ơn anh em ủng hộ clip bạch thiên hương vừa qua của mình ha. Rồi, clip vừa qua mình cũng đã bán hết, hôm nay là mình giao lưu cái bạch thiên hương mới ha. Đầu tiên là cặp số 1 nha. Cặp hôm nay toàn yếu hơn qua hả? Cái này nó tùy theo cặp, cặp chỉ có 1-2 cặp này gì thôi. Mấy cái này, nghe này nhỏ nhưng mà cốt lớn nhỏ. Này cốt bạch thiên hương, bông rất thơm nha anh em. Đây nụ nhiều luôn. Rồi, đó nụ thơm như bông lài vậy đó. Ừ, mình đo hảo hảo chiều cao thứ này. Chốt hết rồi. Cái chiều cao đó là 47. Chỉ có cây này 47, cây này thì nó hơi thấp hơn. Rồi bán cây đi, hai cây nhìn thấy rồi. Rồi bây giờ bán cặp đi, cặp này chỉ là 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của mình là 0988166499 tại khu vực phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ nha. Thần chậu rồi, trồng cái này thần chậu hết anh. Rồi. Nè, bông trắng mà rất thơm nha. Rồi xuống. Rồi xuống. Số 2 cũng là một cặp bạch thiên hương luôn. Này cũng giao lưu với anh em đồng giá là 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Nó bông nè. Cái thằng lớn, cái thằng nhỏ. Bông rất thơm luôn nha. Rồi 600k bao ship toàn quốc cho cặp bạch thiên hương số 2. Rồi, rồi xuống. Rồi. Số 3 cũng là bạch thiên hương luôn. Đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn cho một cặp bạch thiên hương có mã số là số 3. Này. Cái lô này nó cũng giống như cái lô hôm qua đó nha anh em. Lô hôm qua mình đã chốt hết rồi nha. Nguyên cơ có nụ gì không? Đây có nụ hết à. Này, nụ với mấy. Nụ gì mà nó còn ẵng trong nhỏ. Này, nhỏ trên này thôi. Ừ, mấy cái chốt đọt là đủ hết á. Nó bự nè, nó bự nè. Đó, nụ lớn này. Rồi. 600. 600k bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Mùi thơm như mùi lài phải không? Mùi qua lài gì đó mà nó thơm hơn. Số 4 cũng là một cặp bạch thiên hương luôn, có mã số là số 4. Này cũng giao lưu xem giá là 600k bao ship toàn quốc luôn. Mã số 4. Này, cặp bạch thiên hương số 4. Đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn. Xuống. Quay nhầm nữa đi. Rồi. Rồi, số 5 cũng là một cặp bạch thiên hương luôn. Cũng đồng giá 600k luôn. Bạch thiên hương bông trắng rất thơm nha. Số điện thoại của mình là 0988166499 nha, mình tên Tính tại khu vực phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Rồi. Quay lên trước. Số 6 là cũng là một cặp bạch thiên hương luôn, có mã số là số 6. Giao lưu với anh em đồng giá là 600k bao ship là toàn quốc luôn nha. Mấy cây này là có nụ hết nha. Thấy gì cho nó ẵng trong nè. Đây nụ đây. Đó. Rồi xuống. Mùi trái ớt vậy ha. Nhìn nở ra bông rất lớn, trắng thơm luôn. Số 7 cũng là một cặp bạch thiên hương luôn. Đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn cho cây bạch, cặp bạch thiên hương có mã số là số 7. Anh em thích cặp nào chọn cặp nấy nha. Rồi, cái này mình bán cây cũng như nhau thôi. Này bao sống luôn ha. Bao sống luôn. Dễ sống thần chậu. Thần chậu luôn. Về trồng càng ngày càng lớn thân. Càng thân lớn gỗ luôn, thân gỗ lớn luôn. Thân gỗ, rồi. Rồi cặp số 7 cũng là bạch thiên hương luôn, có mã số là số 7. Càng lớn là bông càng nhiều càng thơm. Đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Để một chậu nhỏ ấy thì trồng bonsai cũng được luôn phải không? Được luôn. Rồi, lâu lớn. Số 9 cũng là một cặp bạch thiên hương luôn. Có mã số là số 9. Giao lưu đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn. Bạch thiên hương bông trắng rất thơm nha. Rồi, tới cặp số 10. Số 10 cũng là một cặp bạch thiên hương, thiên hương luôn. Đồng giá 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, đổi cây.
bởi cái nhỏ. Đây, cái này là cặp, này là cặp cuối cùng nha, cuối cùng trong cái lô bạch hiêu này ha, có mã số là 11. Cây của bên này nó hơi to lên nghe nè. Bây giờ mình giao lưu cho anh em, giao cặp này là 650k bao ship toàn quốc nha. Có cây bên này nó lớn hơn. Rồi, lớn có nụ không? Đúng nhất luôn. Đây có nụ luôn. Nè. 650k cho cặp bạch thiên hương có mã số là 11. Số điện thoại của mình là 0988166499 nha. Rồi, xuống. Số 12 là một cặp trang sen. Trang sen lá nhỏ nha. Thật chậu luôn phải không anh Tính ơi? Thần chậu hết anh. Cái này mình đo hảo cái thôi nha. Rồi có chiều cao đó là 63. Hoành thì nó chỉ có 6, 7. Rồi, bày bán cặp luôn. Một cặp như là 700k bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Trang sen lá nhỏ, có mã số số 7, số 13, rồi. Số 12. Chi cạnh có đủ chân đó. Có vô tay chừng hết này ha. Rồi, cái này chi cạnh có sẵn được kẽm rồi. Này có vô kẽm hết một nước rồi đó. Hoành 6, 5, 6, 7. Rồi, đồng giá 700k bao ship toàn quốc luôn. Bán cây đi, rồi. Rồi, trang sen. Không rất lâu tàn. Cặp số 14 cũng là một cặp trang sen luôn. Cọc này cũng đồng giá 700k bao ship toàn quốc luôn nha. Trang sen lá nhỏ. Này chi cạnh nè, tay nè, có bẻ sữa rồi nè. 700k bao ship toàn quốc luôn. Đúng. Đó. Cặp số 15 cũng là một cặp trang sen lá nhỏ luôn. Đồng giá 700k bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của mình là 0988166499 nha. Tại khu vực phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số 16 cũng là một cặp trang sen lá nhỏ luôn. Đồng giá 700k bao ship toàn quốc luôn. Đấy. Mấy cặp số 17 cũng cặp cuối cùng của trang sen luôn. Rồi, cặp số 17 cũng là một cặp cuối cùng trong cái lô trang sen này nha. Cặp này mình giao lưu với anh em là giá 800k nha. Tại cặp này có cụ đế đẹp hơn, có cụ đế luôn. Hai cây này có cụ đế, hai cây đều có cụ đế hết. 800k bao ship toàn quốc luôn. Cặp số 17. Rồi, tới gì? Rồi, tới mai thấy thủy, lá thủy. Kim giòn, mai giòn. Mai chiếu thủy. Rồi, tiếp tục số 18 là một cây chiếu thủy kim giòn nha. À, tay này tay chi cũng có vẻ sữa rồi đó nha. Thần chậu. Cây thần chậu hết. Có chiều cao đó là 125. Tán ngang đó là 80. Đây, mấy cây này là thần chậu hết nha. Cái này nó ship mình nhổ chậu ra mình bó bầu ra cho anh em nha. Tại đi xa cho chậu ngủ này nó dễ bị bể. Rồi hoành là 24. Rồi. Cây này giao lưu với anh em giá là 2.3 triệu bao ship là toàn quốc luôn nha. Rồi, okay đó. Số 19 cũng là một cặp cây chiếu thủy kim giòn luôn. Cây số 19 có chiều cao đó là 135. Cao 135. Tán ngang cũng 80 luôn. Cây này thần chậu hết nha. Thần ngượng lắc ha. Rồi quanh mình kim giòn. Rồi quanh là trên này là 19 nha. Phong rất thơm. Phong thơm. Đó, đo dưới này là nè. Đây là 26. Rồi. Cây này giao lưu với em đồng giá 2.300.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cây số 20 cũng là một cây chiếu thủy kim giòn luôn. Chi cạnh là có đầy đủ hết luôn. Chiều cao đó là 140. Cao 140. Rồi tán ngang cũng là 80 luôn á. Rồi hoành thân là 22. Cây này giao lưu với anh em giá cũng là 2.3 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này có bộ đế đẹp. Cây số 21 cũng là một cây chiếu thủy kim giòn luôn. Toàn bộ mấy cây này là thần chậu hết nghe anh em.
có chiều cao là 120, lán ngang là gọi 80 luôn. Còn bộ cây thần chậu hết nha anh em, cây này rồi, giờ cứ an tâm ra bông luôn ha, rất là thơm. Cây này mà anh em muốn để bông á thì mình cắt nước cho nó khô khoảng một tuần như đi, rồi là mình tưới nước lại là đầu nó ra bông á. Rồi quành này là 22-21 gỡ. Quay tính 21 rồi, cây này giao luôn với anh em giá là 2.3 bao ship toàn quốc luôn nha. Bỏ vụ gửi đi. Rồi cây số 22 cũng là một cây chiếu thủy kinh giòn luôn, có chiều cao 120, tán ngang là 80 luôn đó. Rồi hoành là 24. Rồi mặt cắt mấy cái cắt này là liền hết rồi nha, chai hết rồi. Giao lưu với em giá là 2.3 triệu, 300.000 bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại mình là 0988 166 499 nha. Rồi cây số 23 này cũng là một cây chiếu thủy kim giòn luôn nha. Cây này là thành phẩm này nha, thần nhậu mà thành phẩm luôn, để đẹp luôn. Có chiều cao là 145, cốt cành quay nhậu bẻ sẵn sửa sẵn rồi nha, tán ngang là 80. Đây chốt cành quay nhạo vẽ sẵn, tai chi có sẵn luôn, đế đẹp luôn. Hoành là 27. Rồi cái này đó cũng như này luôn, đế cũ như này, cũ 72 67. Cái này giao luôn với em giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cây số 24 cũng là một cây chiếu thủy kim giòn luôn, chi cành là bẻ sửa sẵn rồi nha, quay nhạo luôn. Cây này với cây số 23 là một cặp đó. Rồi cái này chiều cao là 150, này tán ngang là 90 rồi. Chưa hoành là 24. Rồi. Rồi cho đế là củ đế là 60. Cây này cũng giao lưu với anh em, giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Anh em nếu mà lấy một cặp số 23 với 24 này á, mình để anh em 6 triệu. Còn nếu mua lẻ là một cây 3.200.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cây 6 triệu. Ủa, cây số 25. Đó, một cây chiếu thủy lá này, lá chung mà lá lớn nhưng mà nhiều người gãi chung, có chiều cao đó là 145, tán ngang là 110. Này là chi cành bẻ sữa quay nhạo luôn nha, sữa theo thế tam can ngũ thường nè, năm can ngũ thừa, đây bên đây 5 chi, bên đây 3 chi. Đó, có mã số là 25 nha. Hoành ngay chân đây á là 36. Rồi mai chiếu thủy da đỏ. Da đen. Hoành thân lớn này á là 25. Hoành chỗ này là 36 nha. Đây mình đo hoành. Cổ ghế nè. Là 100. 100. Rồi cây này mình giao luôn với anh em giá là 7.500.000 bao ship toàn quốc luôn nha. 7.500. Bao ship toàn quốc luôn, cây này là nó thành phẩm rồi đó. Tai chi mẻ sữa. Rồi. Còn chưa, cây này tiếp tục chút nút. Chút cây nha. Cho 26. Rồi. Tiếp tục số 26 là một cây đầu tiên nha. Lọc dừng lội nước phải không? Rồi lọc dừng thả nước luôn, lội nước luôn. Cây này tại mình mới lặt lá vô dây đó nghe anh em. Có chiều cao không? Này có bông chứ anh, nhưng mà cái này nó mới lặt lá rồi, để nó la ra lọc non lại lá nó già nó sẽ có bông, nó chiều cao là 65 á. Rồi bao sống không? Bao sống luôn. Tán ngang là 75. Bao sống, bao ship luôn. Hoành là 24. Rồi. Đây, đế nở luôn, hoành củ đế nè. 46.
Cây này giao lưu với em giá là 2.600.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cho cây mã số 26, cây lập dựng lên. Cây số 27 cũng là một cây lộc dừng luôn, lộc dừng thả nước luôn. Có chiều cao là 65. Bán ngang là 95. Đây, cây mã số 27. Hoành đây là 30. Cây này giao lưu với anh em giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này cũng là cây cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay của mình ha. Rồi. Mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ mình vừa clip vừa qua nha. Mến chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong những clip kế tiếp nha. Đây gặp nhìn nó ra, ra lọc non rồi nè. Đây, lọc non có gà. Rồi, xin mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau.